đừng bao giờ mặc cái bộ quần áo 100.000 ba bộ như thế kia. Mẹ cô ạ, bây giờ bà ta đang đê mê trong men tình của tôi rồi. Soi gương là cái bản thân mình chưa? Rồi nhìn sang tôi đây này, cô nghĩ là tôi yêu cô thật lòng chắc? Một con sinh viên vừa nghèo vừa bẩn vừa xấu như cô, được tôi ban phát tình thương cho đáng ra cô phải biết cảm động chứ? Lại còn cái gì nhỉ? Em giữ gì cho anh cho đến khi cưới á? Nói thật với cô nhá, thằng này không cần, tôi chỉ cần hát gì một cái thôi là biết bao người hy sinh cho tôi rồi, mà người ta giàu chứ không như cô. Là hàng động vật của anh biết chưa? Khốn nạn, từ nay tránh xa tao thôi. Chưa chiều chưa chật rồi mà không dậy nấu cơm đi à? Dâu uống chả con đoản vị. Con chào bác ạ. Không dám. Con gái con lứa bây giờ rảnh rỗi thật, chả có việc gì làm, suốt ngày sang nhà người khác ăn nhờ ở đậu, chả biết ngượng. Mẹ ơi, hôm nay rượu qua nhà lấy ít đồ thôi mẹ ạ. Tôi nói cho chị biết nhá, chị đã làm dâu nhà này thì tất cả những gì của chị đều thuộc về gia đình này. Chị muốn làm gì, chị cho ai cái gì thì cũng phải thông qua tôi. Không phải chị muốn làm gì là làm đâu nhá. Mà còn cháu ấy, lần sau cháu sang đây chơi ấy, đừng bao giờ mặc cái bộ quần áo 100.000 ba bộ như thế kia. Mắc công hàng xóm người ta nghĩ nhà bác qua lại với phường nghèo đói nhá. Ôi dồi, kìa kìa, cả đôi dép của cháu ấy kìa, toàn đất thôi. Mang vào nhà bác vừa bẩn vừa hỏng sàn nhà bác ra. Mẹ. Thôi, con xin lỗi ạ. Tất cả bây giờ muộn rồi, con xin phép. Không tiếng. Kìa mẹ. Chị ngồi xuống đây. Sao mẹ nói bạn to như vậy ạ? Còn chị, chị đi về làm dâu nhà chồng thì phải chăm lo công việc của nhà chồng nhá, chơi bời ít thôi. Mà chị xem, nó có phải phường giàu có gì cho cam, toàn nghèo hèn thôi, nhờ vả được cái gì? Đấy mà nhìn cái mặt nó đi, mặt nó toàn mụn như thế, chứng tỏ là gan thận nó yếu, có khi lại đổ một đống bệnh vào nhà tôi ý. Mẹ ơi, con ở với rượu 4 năm đại học rồi, rượu rất là bình thường, rượu không có bệnh tật gì cả. Thôi chị, mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi một câu, chị thấy nhà nào như thế không? Mà nhân tiện đây tôi nói luôn nhá, chị chuẩn bị dọn đồ ra ngoài ở trọ đi. Chuyện này là sao ạ? Mẹ đã nói với chồng con chưa? Tôi nói cho chị biết, chồng chị 2 năm nữa nó mới đi công tác về. Lúc đó tôi nói sau cũng được, chị đừng có mà ép xét nhá. Bố chồng chị mất hơn chục năm rồi, tôi cũng phải chăm lo cho hạnh phúc của tôi chứ. Mà sang tuần sau ấy là chàng ta cũng dọn đến đây ở rồi, chị liệu đi. Mẹ à, bây giờ lừa đảo nó nham nhảm ra, mẹ... Thôi đi, chị đừng có mà trứng khôn hơn vịt nhá. Tôi nói gì thì chị làm đấy. Đi vào cơm nước dần đi.
theo anh nào. Sang dạ. Trái này, sang phải này, lùi ra đằng sau này. Đấy, em mà cứ nhảy như thế này nhá, anh nghĩ là ấy, em phải tham gia mấy cái cuộc thi quốc tế mới đúng đấy. Chỉ trêu người ta thôi, già như này rồi sao mà đi thi quốc tế được. Bậy rồi, bậy rồi. Ai nói em già chứ không bao giờ anh nghĩ em già. Anh thấy ấy, em còn trẻ khỏe hơn cả mấy bạn đôi mươi ấy. Mà này, em đã nói với con gái em là tuần sau anh chuyển đến nhà em ở chưa đấy? Em nói rồi. Tất nhiên là em không thể để cho anh ở cái dãy nhà trọ lụp sụp cũ nát như thế được. Trông nhìn chán lắm. Đúng là chỉ có em thương anh nhất. Dạ. Mẹ. Mẹ băng mập. Là sao? Chị về thì không bao nấu cơm đi. Mà đứng đấy mẹ mẹ con còn gì? Nếu cảm thấy chướng mắt quá thì làm nhanh thì cút đi. Tại sao lại là anh? Em yêu à? Anh hình như có để quên đồ dưới xe ấy. Dạ. Em xuống dưới xe lấy hộ anh được không? Ừ. Mà trong đó là có quà anh tặng cho em thích nhất đấy. Em cảm ơn. Ừ. Anh dụ dỗ mẹ tôi là có ý gì đấy hả? Trái đất này kể ra cũng tròn nhỉ. Cô này là con gái của bà ta cơ đấy. Lát nữa mẹ tôi lên, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết hết tất cả mọi chuyện. Anh là loại chuyên đảo mỏ. Mẹ cô à, bây giờ bà ta đang đê mê trong men tình của tôi rồi. Cô nói liệu bà ta có tin không à? Mà bằng chứng của cô đâu? Tôi nói cho cô biết nhé, nếu mà cô thích cái gì, tôi sẽ bịa ra một vài chuyện không hay ho của cô để nói đến tai mẹ chồng cô. Chắc là từ đó về sau cô cũng khó sống trong ngôi nhà này đấy. Anh, cô giỏi, cô đánh tôi đi. Này, mà tôi nghe nói là chồng cô ấy đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài nhỉ? Chắc là cô cũng thiếu thốn tình cảm đấy. Nếu mà có nhu cầu ấy thì cứ nói tôi một tiếng, tôi sẽ lo cho cả cô và mẹ chồng cô. Khốn nạn à. Anh sống như vậy chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi. Coi chừng tôi đấy. Ơ, mày đây làm gì? Mẹ chồng mày biết phải lắm chuyện ra đây. Tao đến đây là để xin lỗi mày chuyện hôm trước đấy. Mà này, mày còn nhớ lão Thắng không? Thằng khốn ấy, tao không bao giờ quên được. Bây giờ ấy, mẹ chồng tao đã là nhân tình của hắn ta rồi đấy. Mà nói đúng hơn ấy, là mẹ chồng tao chỉ là một trong số những nhân tình của hắn ta thôi. Hắn ta dụ mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà để ở cái nhà trọ. Chắc chắn là có nguyên nhân rồi. Hay là mày gọi chồng mày đi. Gọi chồng tao thì anh ấy cũng không thể nào về kịp được đâu. Này, hay là tao với mày cho hắn một bài học đi. Mày muốn tao làm gì? Cái đó thì để tính sau đi. Đây, tao có cho mày cái này này. Khổ vì mụn mãi rồi đấy. Đây là combo trị mụn trứng cá Riskin Clinic của tập đoàn Kohino nhá. Trong này gồm có, đây là viên uống Riskin Clinic, xem đi. Còn đây là serum bôi mụn Riskin Clean Acne, có tác dụng là loại bỏ mụn trứng cá này, mụn mủ, mụn bọc nhanh gấp đôi so với bình thường luôn. Mà nhá, trong những trường hợp như là bị dị ứng hay là mẩn ngứa, chỉ cần bôi combo này vào ấy là cực kỳ hiệu quả. Chưa hết đâu, bộ sản phẩm Riskin này á, còn có cả tem xác thực điện tử chống hàng giả nữa, cực kỳ là an toàn luôn. Nói chung là mày cứ phải sử dụng thường xuyên vào thì mới có hiệu quả được. Cảm ơn mày nhá. Không sao đâu. Con ra đi. Lấy 2 viên. Có sẵn cốc nước luôn này. Thank you.
rồi. Chào em nhá, người yêu cũ của anh. Lâu rồi không gặp, trông em xinh đẹp ra thật đấy nhở. Mà này, đừng có nói với anh là Hạnh, bạn thân của em ấy, nhờ em đến đây để van xin anh đấy nhá. Em với cái Hạnh ấy, không chơi với nhau lâu rồi, anh không biết à? Thì nó tử tế thế thôi, nhưng mà cướp học bổng của em, đâm sau lưng em đấy. À, bảo sao ngày đó người được tuyên dương là nó, chứ không phải là em. Mà rõ ràng ở trong trường em nổi tiếng là người xinh đẹp và học giỏi nhất cơ mà. Nghĩ lại ngày đó ấy, anh thấy anh có lỗi với em quá. Cho anh xin lỗi em nhá. Hay là bây giờ mình quay lại với nhau được không? Lúc nãy em có thấy anh đưa cô gái lên taxi mà, lại còn ôm hôn thắm thiết nữa. Thôi, em không muốn làm nhím đâu. Trùng hợp bà ta lại là mẹ chồng của kẻ thù của em đấy. Nhìn anh như thế này mà lại phải phục vụ một bà già sắp xuống lỗ, mà cứ nghĩ mình lúc nào cũng là đang hồi xuân đấy à? Không có đâu. Mà anh nói thật nhá, anh chỉ chờ bà ta sang tên cho anh căn nhà đấy thôi, là anh dùng cả hai chân đá đít bà ta ra khỏi ngôi nhà đấy rồi. Đến lúc đó anh sẽ đưa em về nhà, một mũi tên mà trúng hai đích. Em thấy sao? Hay quá. Thằng Sở Khanh này, mày dám lừa bà già đổi hai cái tóc như này à? Trẻ không tha, già không thương. Anh đúng là ăn tạp thật đấy. Anh nghĩ là tôi vẫn luyến tiếc loại người như anh á. Tự tin quá nhở. Các người hùa với nhau để lừa tôi à? Nếu như không làm như vậy thì làm sao thấy được bộ mặt thật của anh? Bây giờ ấy, anh có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục ra mồm và tôi sẽ đưa đoạn ghi âm cho công an. Từ lúc đấy thì tội chiếm đoạt tài sản chắc là ngồi ăn cơm nhà nước cũng kha khá đấy. Còn hai là anh lập tức xin lỗi mẹ tôi, cậu biến khỏi đây ngay. Tôi xin lỗi. Ê, chạy từ từ thôi, có rất nhiều người muốn tìm anh tính sổ đấy. Hạnh ơi, mẹ xin lỗi con, cũng may nhờ có con. Nếu không thì mẹ bị một thằng danh con bằng tuổi con của mình nó lừa mất nhà cửa rồi. Trước đây mẹ xét nét con nhiều, giờ con bỏ qua cho mẹ nhé. Từ bây giờ mọi việc trong nhà mẹ giao cho con quản lý hết nhé con nhé. Con tự ý quyết định mọi thứ con nhé. Cả rượu nữa. Cô cảm ơn cháu, cháu đã không giận cô. Trước đây cô nói với cháu những điều không phải. Cháu đừng giận cô cháu nhé. Thôi, không có gì đâu ạ. Với cả có sự việc ngày hôm nay thì con mới thoát khỏi kiếp ăn mụn đấy. Cũng nhờ con dâu của cô với cả bộ sản phẩm trị mụn Rich Skin Cleanness của tập đoàn Kohino. Thôi, cùng là người nhà với nhau, cứ khách sáo làm gì cả. Bây giờ ba mẹ con mình đi ăn một bữa xả xui đi. Đi thôi. Đi các con. Điều kỳ diệu mang tên uống cốc nước cam. Gớm, hôm nay anh có chuyện gì mà tử tế với mẹ thế? Chắc định xin xỏ gì à? Mẹ cứ nghĩ con như thế. Con lớn rồi, pha cho mẹ cốc nước cam có sao đâu. Chà bố nhà anh, biết lớn rồi thì mau mau lấy vợ đi cho mẹ mừng. Nhà người ta thì có con bồng cháu bé rồi mà, nhà mình thì vẫn vắng tiếng trẻ đấy.
Vâng, thật ra hôm nay con cũng đang định nói với mẹ chuyện này. Con định đưa bạn gái về giới thiệu với mẹ. Thật á? Con có bạn gái rồi à? Cái thằng Danh này cứ kín như bưng ấy. Ra bọn con yêu nhau được hơn một năm rồi. Nhưng mà con định khi nào có quyết định thật là chín chắn thì con mới nói với mẹ. Thế con cũng định tính lên chuyện lâu dài rồi hả? Thế bạn gái con bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Gia cảnh thế nào? Sao mẹ làm gì mới như hỏi cung ý? Thì chuyện cưới xin là chuyện lớn cả đời, không đùa được đâu con ạ. Mẹ yên tâm, bạn gái con vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, hiền lành, lại lễ phép. Đảm bảo mẹ sẽ ưng ý. Nhìn tướng thì biết tâm, mà nhìn tâm thì biết mệnh. Thế có ảnh của nó ở đây không cho mẹ xem nào? Đây. Đấy. 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 Mẹ thấy sao? Cũng được đấy. Cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo. Thế nhưng mà phải đợi tiếp xúc xem như thế nào đã. Gia cảnh là làm sao, gầy béo thế nào, tính cách như sao thì quyết định được chứ. Vâng. Chắc bạn có đến rồi đấy. Đến rồi. Em ở đây. Dạ, cháu chào bác ạ. Ngồi xuống đây. Đây là Huệ, bạn gái con ạ. Thế nhà cháu được mấy anh chị em? Bố mẹ sống ở đâu? Làm việc gì? Mẹ lại thế rồi. Dạ, cháu là con một bác ạ. Bố mẹ cháu ly hôn từ khi cháu còn nhỏ. Hiện nay cháu đang sống với mẹ cháu. Cháu nói sao? Bố mẹ cháu ly hôn rồi á? Dạ, vâng ạ. Có việc gì không bác? Mẹ ơi, sắp tới thì Huệ muốn mời mẹ qua nhà chơi để hai bên gia đình thân thiết hơn. Với lại bọn con cũng muốn tiến đến chuyện hôn nhân ạ. Dạ vâng, thưa bác. Cháu và anh Hải cũng đã quen biết và tìm hiểu nhau một thời gian rồi bác ạ. Bây giờ chúng cháu muốn tiến đến lâu dài hơn thì mong bác sẽ tác hợp cho chúng cháu. Không phải cưới chạy bầu đâu mà phải cần gấp thế. Hôn nhân là chuyện lớn, không phải chuyện một sớm một chiều. Hai đứa cứ suy nghĩ cho thật kỹ càng đi, rồi quyết định cũng chưa muộn. Mẹ mệt rồi, thôi để lúc khác nói chuyện tiếp nhé. Em thấy hình như là mẹ anh không thích em hay sao ấy. Chắc không phải đâu, chắc hôm nay do mẹ mệt đấy. Để có gì anh nói chuyện với mẹ sau nhé. Mời bà uống cốc nước đi. Em xin bà. Em mời bà. Thế chắc bà biết rõ gia cảnh của cô Huệ lắm à? Ôi dồi ôi, em bán trà đá ở cái cổng chợ mấy chục năm nay rồi. Có chuyện gì mà người ta không chim lợn với em hàng ngày hả chị? Cái nhà ông Dũng mà bố của con Huệ ý, ông ấy bị mọc sừng á, cả cái chợ này không ai còn lạ gì bà. À mà này, thế ông bà ấy bỏ nhau là do bà vợ đi lăng nhăng à? Đúng rồi bà, chứ không dừng bỗng nhiên lại bỏ nhau. Thế bây giờ bà ta làm gì hả cô bà? Em cũng không rõ cụ thể là việc gì đâu, nhưng mà ngày nào cũng thấy son son phấn phấn, quần là áo lược, mà đi đâu một bước là cũng có kẻ đưa người đón. Em nghĩ chắc cũng không phải là người đàng hoàng đâu bà. Thế bà có biết cái cô Huệ con bà ta là người thế nào không? Con Huệ thì nó lại ngoan hiền nết na mà cũng xinh đẹp bà. Nhưng mà em nói thật nhé, em mà có con trai là em cấm tuyệt, chả có yêu đương gì hết. Có người mẹ như vậy á, dạy làm sao được con gái hả bà? Đúng thế. Mà bà ơi, bà có muốn hỏi em cái gì nữa không? À thôi, tôi hỏi thế đủ rồi. Thế em xin phép bà em về em trông quán đây. Ông em đi lâu quá rồi. Đợi tí. Gọi là có một
ghế cảm ơn bà. Bà cẩn thận quá. Thì em xin, lần sau có gì bà cứ ới em một tiếng bà nhá. Rồi, thì bà về nhá. Vâng, em chào bà. Rồi. Mẹ, hôm nay mẹ hẹn Huệ đến đây có phải đồng ý việc của bọn con rồi không? Tất nhiên là không rồi. Mẹ không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này đâu. Tại sao ạ? Không phải mẹ đã đồng ý xem xét chuyện của bọn con rồi ạ? Mẹ không thể chấp nhận cho con trai mẹ lấy một người vợ mà có bố mẹ đã từng ly hôn như thế được. Tại sao mẹ lại vô lý như thế được ạ? Thế con đã tìm hiểu kỹ về gia cảnh nhà cô ta chưa? Chính vì mẹ cô ý bồ bịch lăng nhăng nên mới dẫn đến cái chuyện là gia đình đổ vỡ. Mà một người mẹ như vậy thì làm sao có thể dạy dỗ được người con gái ngoan ngoãn chính chuyên được cơ chứ? Ba à, có thể bác không thích cháu, nhưng bác không nên đặt điều nói mẹ cháu như thế bác ạ. Tôi chả đặt điều gì cả, mà sự thực nó là như vậy. Các cụ đã dạy rồi, con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Lấy vợ thì xem tông, lấy chồng thì xem giống. Con cái là được thừa hưởng từ gen của bố mẹ. Mà mẹ cô như thế chắc gì đã không di truyền sang cô. Mẹ, mẹ kiếm đâu mẹ cứ lập luận vô lý như thế được à? Con ơi, con đã bị cô gái này làm mờ mắt con rồi đấy. Mà người ta nói rằng là lấy vợ về làm đĩ chứ không lấy đĩ về làm vợ, để diệt trừ cái mối hậu họa ngay từ bây giờ, không sau này lòi cái đuôi hồ ly tinh ra con lại trắng mắt ra đấy. Bác nói hơi quá rồi đấy ạ. Có thể bác không thích cháu, nhưng mà cũng không đồng ý với việc bác được xúc phạm nhân phẩm của cháu như thế. Thôi thôi, cô đừng có nói đến tư cách nhân phẩm ở đây với tôi. Còn tôi ở đây, cô đừng có mong là bước chân vào cái nhà này nhé. Mẹ, mẹ đủ rồi đấy. Mẹ kiếm đâu ba cái chuyện vớ vẩn rồi mang về đổ hết lỗi lên đầu Huệ như thế. Huệ không có lỗi gì trong chuyện này cả. Cô ấy không có lỗi, nhưng mà mẹ cô ấy có lỗi. Cô ấy là có cái tội được sinh ra bởi một người mẹ bồ bịch lăng nhăng như vậy. Mà người mẹ như vậy thì làm sao có thể có người con gái đảm đang được. Một người bố vũ phu thì người con trai cũng sẽ tương tự như thế. Còn trông chờ gì vào một cái gia đình mà rột từ nóc rột xuống được. Xin lỗi, vì tôi đã tự ý bước vào đây. Ô bố, sao bố lại ở đây? Chủ tịch là bố của em mà. Con nói sao? Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Việt Xác mà con đang làm á, không thể như thế được. Cũng vì cửa ngoài không đóng nên tôi đã vào đây và nghe được những lời bà vu oan giá họa cho vợ và con gái của tôi. Tôi nghe nói con gái tôi và cậu chuẩn bị kết hôn, cho nên hôm nay tôi tới đây. Thứ nhất là để thăm gia đình cậu, thứ hai là chúc phúc cho hai đứa và làm tròn trách nhiệm của người cha. Nhưng tôi thật không ngờ lại được xem màn kịch quá chua xót như vậy. Rất tiếc, con gái của tôi đã chọn nhầm người. Và tôi đang định cân nhắc cho cậu làm giám đốc. Nhưng chủ tịch, cháu xin lỗi. Chủ tịch, là do tôi, là do lỗi của tôi. Tôi quá mù quáng, không biết đúng sai thế nào mà đã vội nói những điều không phải. Mong ông bỏ qua cho con trai tôi. Vợ chồng tôi đều là những người có địa vị. Vợ tôi làm chủ tịch tập đoàn Long Phúc. Chúng tôi ly hôn vì tôi mải mê công việc và không quan tâm chăm sóc đến vợ con, chứ không phải là những lời đồn đoán của bà và mọi người. Là do tôi không phải đã nói những điều như thế. Mong ông bỏ qua cho. Những lời xin lỗi của bà bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Con gái, bố rất ân hận vì không quan tâm chăm sóc con, nhưng bố không cho phép ai làm tổn thương con. Còn bà nên nhớ ở đời này đừng bao giờ xem thường và miệt thị người khác, sẽ bị trả giá đấy. Đi con. Chủ tịch,
em. Dầu trời đánh, một chậu quần áo ấy mà của nó có đến 4 bộ. Ôi giời. Cô chào mẹ, cô mới đi làm về ạ. À, cô về đúng lúc lắm. Đây chị xem này, cả chậu quần áo ấy, toàn quần áo nhà cô đấy. Đi vào mà giặt đi. Ôi giời ơi, cô đang giặt quần áo hay là cô đang sờ quần áo đấy hả? Nhanh nhanh cái tay lên chứ, hơn 11 giờ rồi. Còn nấu cơm nấu nước hay là tất cả đùn đẩy cho bà già này hết đấy à? Mẹ ơi, con mới đi làm về mệt quá. Với cả bụng to quá nên ngồi hơi khó. Con đem chỗ này để vào máy giặt giặt được không ạ? Cho vào máy giặt đi. Thì cô đi mà trả tiền điện tiền nước nhá. Thì nhà này ấy chưa yên được tiền. Dâu với chả con, lười chảy thay chảy xác ra. Giặt có mấy cái quần áo mà còn kêu ca. Nói cho cô biết nhá, ngày xưa ấy, buổi chiều tôi đi đẻ thằng chồng cô ấy, thì buổi sáng ấy, tôi còn cày sấp mặt ở ngoài ruộng cơ cả. Úi dồi ôi, thôi, không làm được thì đi ra ngoài để đấy tôi hầu cho. Dạ thôi ạ, mẹ vào nghỉ ngơi đi để con làm cho ạ. Đấy là chị nói đấy nhá. Ôi thôi chết rồi. Này, đi ra ngoài. Mẹ đâu? Mẹ đây. Ôi dồi ôi, mẹ thấy cái Linh ý, bụng nó to mà ngồi giặt ra quần áo nó vất vả quá. Cho nên là mẹ giặt hộ quần áo cho cái Linh ý mà, có mỗi 2 chậu thôi. Thế cơ? Nhất em đấy nhá, mẹ chồng trưởng như thế cơ mà. Mà mẹ này, lần sau ý, mẹ cứ ném quần áo vào máy giặt cho nó nhanh. Giặt tay làm gì cho nó vất vả ra? Quần áo của cái Linh ý, toàn có đồ đắt tiền, giặt máy giặt thế nào được? Con dâu nhờ. Dạ, vâng ạ. Ôi dồi ôi, cái lưng của tôi. Đau quá. Ôi dồi ôi. Thôi được rồi, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Con đã nói với mẹ rồi, động tay động chân làm gì cho nó vất vả ra. Mà còn cả em nữa, lần sau ấy, việc gì em đỡ được cho mẹ để em chỉ khó một tí. Chứ bây giờ mẹ làm nhiều ra đấy mẹ ốm. Rồi không những khổ mẹ đâu, mà khổ thêm cả em nữa đấy. Ôi dồi ôi, nói chuyện về cái đứa con dâu trời đánh nhà tôi ấy, thì có cả năm cũng hơi hết chuyện. Đấy, ngày xưa ấy, tôi đã khuyên can thằng Phương là đừng có rước nó về cái nhà này rồi mà cứ không nghe cơ. Bây giờ ấy, thì sáng mắt ra rồi. Ôi dồi ôi, nó ngủ à, trương mắt ra đến 9 giờ mới dậy, ra ăn xong lại chui tọt vào phòng để bấm điện thoại. Đấy, mà nhiều hôm ấy, còn ra nghe thằng Phương á, la toáng lên. Có khi là bị con kia nó đánh đấy bà. Ừ, thì nó đánh phủi đầu cho suốt cho nên là có dám ngo ngoe gì ở cái nhà này đâu. Thôi, đến giờ nấu cơm rồi nhá. Lúc khác tôi gọi lại sau. Mẹ đang nói chuyện với bạn à? Này, cô mua những cái đồ gì mà nhiều thế này? Xem nào. Ủa? 1, 2, 3 bộ váy bầu. Chị có biết tiết kiệm là cái gì không đấy hả? Một tháng chị kiếm được bao nhiêu mà tiêu xài phung phí như thế này? Thảo nào ấy, thằng chồng chị ấy cứ gầy dơ thương ra. Mẹ từ từ nghe con nói đã. Mấy bộ đồ bầu con được cho giờ chật hết rồi. Hôm nay tiện có tiền thưởng Tết nên con mới đi mua vài bộ.
Với cả để Tết nhất đi chúc Tết các bác cho nó lịch sự nữa. Chị không phải lý do đi cháu. Gái có chồng rồi thì mua sắm ít thôi, để tiền mà lo cho gia đình. Chị khuân vác như thế này ấy, thì còn đâu phúc đức cho cháu tôi khi sinh ra nữa à? Mẹ, sao mẹ nỡ lòng nào mang tiếng ác cho con thế ạ? Chị không làm thì ai đổ được cho chị? Mà nhá, tôi ghét nhất cái thể loại con dâu là cứ váy áo lượn lờ xanh xanh đỏ đỏ rồi phấn phấn son son. Hàng xóm mà người ta đang nói đầy ra kia kìa. Chỉ có cái loại đi thoại thì mới làm như thế thôi, suốt ngày mười cái mút như thế thôi. Thưa mẹ, con chưa bao giờ trưng diện cả. Cả năm nay con mới chỉ mua quần áo có một lần thôi. Với cả đây cũng là tiền thưởng Tết của con. Mẹ không có quyền gì mà xúc phạm con như thế cả. Ôi trời ơi, bây giờ ấy, chị làm dám cãi cả lại cả tôi nữa đấy hả? Chị nói như thế, hóa ra là gia đình tôi bạc đãi chị à? Con không có ý đó, là do mẹ tự nghĩ ra thôi. Cái loại phụ nữ có chồng rồi ấy, mà cứ hở ra cái là ăn diện rồi đú đởn để đi với trai à? Thằng Phương nhà tôi ấy, nó vô phúc mới bước phải chỉ vào cái nhà này. Còn Bầu Bí đang rất là mệt mỏi, con không muốn cãi nhau với mẹ nữa, con xin phép lên phòng nghỉ đấy. Này, chị đứng đây cho tôi chưa nói xong thì chị không được đi đâu hết. Mẹ bỏ con ra đi ạ. Tước là chồng cũ của mẹ. Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa, để con đưa mẹ về phòng. Trời ơi, mẹ chết mất, mẹ mệt quá rồi. Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Anh chưa hỏi em mọi chuyện thật vui thế nào, đã nói em như thế à? Tất cả những gì mà anh nhìn thấy chưa đủ hay sao mà con phải hỏi? Anh nói cho em biết nhé, mẹ ngày xưa ấy có tiền sử bị bệnh tim đấy. Thế nên từ giờ trở đi, anh cấm em không được hôn láo với mẹ nghe chưa? Mẹ thương em như thế, em nhìn mẹ phải không được à? Mẹ yên tâm, con và cháu vẫn khỏe mà. Quà Tết con cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, mẹ không phải lo đâu. Đi lấy chồng rồi mà Tết nhất chí lo giấm dúi mang về nhà đẻ. Không được. Mẹ vào phòng con làm gì thế ạ? Thế chị làm gì? Giấm dúi trong phòng mà tôi không được vào hả? Lên đây tôi xem nào. Chỉ là quà Tết bình thường thôi mà mẹ, có gì đâu ạ? Này, trần đời tôi chưa thấy đứa con dâu nào chả treo mà láo kết với mẹ chồng như cô nhá. Cô mang những cái này cho ai? Lên tôi xem nào, tôi xem mẹ. Cái gì được, tôi càng phải xem nào. Mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con một chút được không ạ? À, tôn trọng quyền riêng tư à? Ôi trời ơi, Phương ơi. Ôi trời ơi, Phương ơi, cứu mẹ ơi. Ôi trời ơi, Phương ơi, cứu mẹ với, mẹ đau quá. Mẹ làm sao đây ạ? Qua rồi trời ơi. Anh ơi. Linh ơi. Ôi. Gọi cấp cứu. Bác sĩ, tình thì thế nào rồi ạ? Mẹ cậu thì không sao, nhưng mà vợ cậu thì đang hơi nguy hiểm đấy. Là sao hả bác sĩ? Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm và suy nhược thần kinh nặng, suýt nữa là sảy thai đấy. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, nhưng mà vẫn phải theo dõi thêm. Nếu mà có dấu hiệu bất thường thì đưa đến bệnh viện luôn nhé. Cảm ơn bác sĩ. Cô ấy mang bầu đến tháng thứ 7 rồi, cậu nên quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Trầm cảm khi mang bầu và sau khi sinh hiện nay rất phổ biến đấy. Dạ vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý. Bây giờ cậu vào chăm sóc vợ đi, mai tôi sẽ quay lại để khám sau nhé. Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Con ơi, thế vợ con và đứa bé nữa có sao không con? Mẹ ạ, lần này mẹ quá đáng quá rồi đấy. Suýt chút nữa mẹ đã hại vợ con, mẹ có biết không? Nhưng mà tại vì cái Linh ấy, nó giấm dúi mua quà Tết về nhà ngoại. May mà mẹ còn phát hiện ra sớm ấy, nếu không thì nó lôi cả cái nhà mình về nhà nó rồi cũng đền đi. Vậy là mẹ đã thừa nhận. Mẹ ạ, mấy cái túi quà Tết đấy là của mẹ vợ con. Mẹ vợ con ngại đường xa xôi nên nhờ Linh mua để biếu cho mẹ đấy ạ. Mà cho dù Linh có mua để biếu nhà ngoại thì có vấn đề gì không ạ? Thì tại mẹ không biết, mẹ xin lỗi. Con có bố mẹ thì vợ con cũng thế. Nhà nội cần Tết, thế chẳng lẽ nhà ngoại thì không hay sao? Con nghĩ kỹ rồi,
đợi mấy hôm nữa Linh nghỉ sinh sớm, con sẽ đưa hai mẹ con cô ấy về nhà ngoại ở để cho mẹ vợ con chăm sóc và tiện ăn Tết ở đấy luôn. Linh lấy chồng xa, năm nào cũng mùng 4 Tết mới về ngoại, lúc đấy thì còn gì là Tết nữa. Thế bao giờ các con lên lại? Đến khi nào mà mẹ thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Bằng không, con sẽ đợi Linh sinh và ở ngoại đến khi nào mà cô ấy đi làm, chứ con không muốn cô ấy phải chịu những cảnh này nữa đâu. Ngon lắm đấy. Mẹ nấu món này là số 1 luôn đấy ạ. Ừ, nhưng mà con ấy, khi nào rảnh cũng phải học nấu cái vài món đi con ạ. Để những lúc mẹ đi vắng, con còn nấu cho chồng ăn chứ. Chả nhẽ cứ suốt ngày đi ra ngoài ăn, còn ra cái thể thống gì nữa. Đáng rằng... À, kìa mẹ, công việc của Hân cũng bận mà. Tôi biết, tôi có dám nói gì đâu. Nhưng công việc gì thì cũng phải lo chuyện gia đình chứ. Mà còn chuyện con cái nữa, anh chị cũng phải sinh cho tôi đứa cháu để tôi còn bế chứ. Chúng con còn trẻ mà mẹ, cứ từ từ đã. À, đúng rồi đấy ạ. Từ từ là đến bao giờ? Anh chị lấy nhau hơn 2 năm rồi đấy. Còn con Hân, có còn trẻ trung gì nữa đâu. Hay là sợ xấu dáng? Tôi có mỗi một mình anh là con trai cho đấy. Tôi cần phải có cháu đích tôn. Mẹ hiểu nhầm ý Hân rồi. Dạ vâng, bọn con không phải như thế đâu ạ. Con cũng có sợ xấu gì đâu. Chỉ là làm sao? Ngày trước ý, tôi 17 tuổi đã đẻ ra thằng Thanh đấy. Đâu như anh chị bây giờ. Thời đó là ngày xưa mà mẹ, bây giờ khác rồi. Ngày xưa và bây giờ khác nhau cái gì? Hay anh chị định nói tôi là cổ hủ? Nhầm ý của bọn con rồi, không phải bọn con có ý đấy đâu ạ. Làm vợ ấy là phải có trách nhiệm lớn nhất, là sinh con nối dõi tông đường. Chứ không phải là anh chị thích làm gì là làm đâu. Chả nhẽ ngay cái chuyện sinh con lúc nào cũng phải để mẹ chồng nhá. Bực hết cả mình. Mẹ không ăn cơm nữa ạ. Chị nghĩ rằng tôi có thể nuốt được nữa à? Bực bội thế chứ đi. Ngày nghỉ ở nhà, sao con để nhà cửa bừa bộn thế, không dọn dẹp đi. Dạ, tại vì anh Thanh vừa gọi con vào nên không quên. Mà còn những thứ này ấy chứ. Ở đâu ra mà lắm thế? Nói thì bảo mẹ chồng nói nhiều, mà không nói thì không được. Tiền của mua những cái thứ linh tinh này ấy, để mà dành dụm, mở làm ăn và sinh cho tôi đứa cháu. Bực hết cả mình, đi ra đi. Nguyệt đi à, về nước lâu chưa con? Dạ vâng, con vừa về là con qua thăm bác liền ạ. À, con có chút quà biếu bác ạ. Quý hóa quá, đã sang thăm rồi lại còn có quà nữa. Có gì đâu ạ. À, dù con với anh Thanh không nên vợ nên chồng, nhưng con vẫn luôn coi bác như mẹ đẻ ạ. Ừ. Thôi vào nhà đi con. Dạ vâng ạ. Cháu ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Thế đợt này cháu về bao lâu? Lần này con về là con sẽ định ở lại đây luôn ạ. Ờ, thế còn chuyện công việc bên kia? À, không sao đâu ạ. Chuỗi cửa hàng bên đấy của con là cũng ổn định được mấy năm rồi. Với cả ở đây thì con vẫn có thể điều hành được cơ ạ. Đấy,
cháu vừa tuổi trẻ, giỏi giang, lại hiền lành nữa. Chả bù cho. Mà thôi cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ, bác cứ kệ con. À mà vợ chồng nhà anh Thanh đâu rồi ạ? Ôi giời, vợ chồng nó đi cả ngày, có thấy mặt đâu. À cháu nghe nói là chị Hân giỏi giang lắm đúng không ạ? Giỏi giang để mà làm gì? Làm dâu không được, làm vợ cũng chẳng xong. Nói nghĩ thêm buồn. Thôi bác ạ, con dâu có chỗ nào không được thì bác cứ từ từ chỉ bảo. Chứ bác nghĩ nhiều làm gì, ốm lại khổ ra. Từ hồi thằng Thanh nó lấy vợ ấy, bác có khỏe lúc nào đâu mà bảo ốm ở cháu. Ôi thôi chết, bác không khỏe chỗ nào ạ? Hay là mai con đưa bác đi khám nhá. Thôi cảm ơn cháu, không sao đâu. Bác nghĩ nhiều, tức nên cảm thấy nó mệt thôi. Chết, bác tức ý ạ? Bác tức chuyện gì ạ? Ôi giời, còn ai vào đây nữa? Vợ thằng Thanh ý, con Hân, giờ 27 tuổi rồi, con cái thì chẳng sinh. Ô, sao chị Hân lại không chịu sinh con hả bác? Cháu cũng thấy lạ đúng không? Chắc là nó sợ mất dáng và ảnh hưởng đến công việc đấy. Thôi chết, chị Hân như thế là không được đâu bác ạ. Đã xác định lấy chồng là phải đặt gia đình mình là trên hết. Nếu là cháu ý, thì mà chồng cháu không muốn ý, thì cháu cũng cố gắng thuyết phục anh ấy để mà cho ông bà vui lòng. Con Hân nó mà nghĩ được như cháu thì đã tốt. Tiếc là ngày xưa bác ngăn cản hai đứa đến với nhau. Nếu không... Thôi bác ạ, chuyện cũng qua rồi. Mà chỉ trách là cháu không có phúc được làm con dâu của bác thôi. Bác xin lỗi cháu nhá. Chứ nếu con Hân mà là đổi địa vị là cháu ấy, thì giờ này có phải bác có cháu bế cháu bồng từ lâu rồi không? Cũng không giấu gì bác ạ. Cháu qua nước ngoài bao năm, nhưng mà cháu cũng không lúc nào quên được anh Thanh ạ. Lần này cháu về nước là muốn đối diện với quá khứ để làm lại từ đầu. Bởi vì lúc nào cháu cũng mong anh Thanh được hạnh phúc ạ. Bác biết chứ. Dạ. Bác cảm ơn cháu nhá. Vâng, bác cũng đừng suy nghĩ nhiều bác nhá, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Còn việc có cháu ấy thì lúc nào bác muốn cũng được ạ. Con chào mẹ, vợ chồng con mới về ạ. À, con chào mẹ. Ai đây ạ? Em là chị ạ, em là Nguyệt ạ. Mẹ hôm nay ở nhà một mình, Nguyệt mới về nước sang đây thăm mẹ. Bác ơi, thôi cũng muộn rồi, con xin phép về trước ạ. Vẫn còn sớm mà, ở đây chơi với bác thêm một chút. Dạ thôi bác ạ, con xin phép ạ. Con sao thế? Em làm sao đây? Con không sao đâu ạ, chắc đi đường xa quá nên con mệt ạ. Hay là Thanh đưa mình về đi, chứ để con bé về một mình mẹ không an tâm đâu. Dạ. Thôi anh cứ đưa Nguyệt về đi, cô ấy cũng mệt với bây giờ cũng nguy hiểm nữa ấy. Thế chờ anh một lát nhé, anh về ngay. Đi. Dạ con xin phép ạ. Em thấy trong người sao rồi? Đỡ không? Em thấy cũng ổn rồi. Thế thì tốt. Cũng lâu lắm rồi anh mới lại qua nhà em chơi đấy nhỉ? Sao anh lại có vẻ ngại với em thế? Anh ngại gì đâu. Chỉ là cũng lâu rồi anh mới đến đây. À mà cũng khuya rồi. Thôi anh xin phép anh về trước. Anh ở lại nói chuyện với em một chút không được sao? Kìa Nguyệt, em đừng có làm như vậy, anh khó xử lắm. Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, mới đó mà anh đã quen rồi à? Nguyệt, em đừng có khóc nữa. Chỉ là bây giờ anh đã có gia đình rồi. Anh đã nói vậy thì em không làm khó anh nữa. Nhưng ở lại uống nước đã. Anh ngồi xuống đây. Đợi em chút. Kìa Nguyên. Anh uống nước đi. Anh xin. Ừ.
anh uống hết đi rồi về cũng được mà. Thôi, cũng muộn rồi, anh về nhé. Vâng ạ. Anh sao thế? Anh không sao. Con chào mẹ, con mới về. Hôm nay mẹ gọi con về sớm thế. Cô ngồi xuống đi. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô. À, có việc gì thế mẹ? Kể từ hôm nay, Nguyệt sẽ là chính thức con dâu của tôi. Con dâu? Mẹ đang nói cái gì vậy? Con mới là con dâu được gia đình nhà mình cưới về đàng hoàng. Tại sao mẹ lại nói như vậy? Tôi nói vậy mà cô không hiểu à? Đơn ly hôn tôi đã để đây rồi này, cô chỉ việc ký vào thôi. Bao nhiêu năm nay con đã làm gì sai với nhà mình, tại sao mẹ lại làm như vậy với con? Cô cũng nhớ là cô đã làm dâu nhà này mấy năm rồi cơ à? Thế cô biết rằng cô đã làm tròn được trách nhiệm của người con dâu chưa? Bao nhiêu lâu nay con cố gắng, con vất vả với gia đình mình, có bao giờ con làm trái ý mẹ đâu. Cô có biết rằng trong ba tội bất hiếu lớn nhất thì cái tội không có con cái để nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất không? Kiểu mẹ sao lại không nói nhiều. À mà thôi, bây giờ chuyện cô có con hay không nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ cô chuẩn bị ký đơn ly hôn rồi ra khỏi nhà này đi. Dạ con. Thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ cô có con nữa hay không không quan trọng. Bởi vì bây giờ tôi đã có cháu Ích Tôn nối dõi trong đường rồi. Cháu? Ý mẹ là con của anh Thanh? Đúng vậy. Bây giờ cô ký vào đơn ly hôn rồi rời ra khỏi nhà này đi. Không thể như thế được. Làm sao mẹ biết được đấy là con của anh Thanh? Cô nói vậy là ý gì? Giấy khám thai đã có dấu đỏ đàng hoàng. Hay là cô nghĩ mình không sinh con được nên ai cũng như cô chắc? Không thể như thế, mẹ ơi, không thể như thế được đâu mẹ. Sao lại không thể? Chính mắt cô đã trông thấy rõ ràng. Biết điều thì ký vào đơn ly hôn đi. Tôi và mẹ sẽ không làm khó cô đâu. Chẳng lẽ cô lại ác độc đến mức ép con tôi không được nhận cha? Mấy người thật là quá đáng. Con chào mẹ, con mới về ạ. Nguyệt, em làm sao đây? Anh còn hỏi tôi được nữa à? Anh với cô ta đã ngủ với nhau rồi đúng không? Anh nói đi. Anh xin lỗi, anh không cố ý mà. Em tha lỗi cho anh. Tha lỗi? Tại sao anh có thể dám nói với tôi những câu như thế? Từ hôm mà anh đưa Nguyệt về, tôi đã thấy có vấn đề rồi. Tuần nào anh cũng nói đi với bạn. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Đúng như cô nói thì sao đấy? Cô có biết là trước khi gặp cô, tôi và anh ấy đã yêu nhau đến mức nào không? Nguyệt, em thôi đi. Sao anh lại quát em? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Đúng vậy, con đừng trách cái Nguyệt. Nguyệt bây giờ nó đang mang thai dòng máu của con đấy con ạ. Cháu mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Kìa Nguyệt, nói gì với Thanh đi con. Đúng, em đã có con với anh rồi đấy. Anh mau ly hôn cô ấy đi rồi cưới em. Không thể nào. Nhưng mà làm sao cô biết được đó là con của tôi? Anh nói gì đấy? Không con anh thì con ai nữa? Không thể như thế được. Bởi vì con bị... Con bị sao? Cái gì? Con nói con bị vô sinh? Thế còn cái thai thì sao? Cô có thai với ai?
rồi con nói dối đổi cho con trai tôi. Con định phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà Thanh phải không? Cháu đúng thế. Mẹ luôn trách Tân là không có thai, nhưng mà tất cả là lỗi của con. Hân, mẹ xin lỗi. Mẹ hiểu nhầm con, trách nhầm con. Mẹ mong con tha thứ cho mẹ, tha thứ cho thằng Thanh con nhá. Còn nữa, mẹ luôn trách Hân tối ngày đi làm về muộn. Cũng đúng thôi, cô ấy là giám đốc mà. Chỉ là vì cô ấy sợ mẹ buồn nên ở nhà lúc nào cô ấy cũng bảo con là sếp của cô ấy. Hân, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã hiểu nhầm mà trách nhầm con. Bây giờ mẹ chỉ mong con tha thứ cho mẹ, tha thứ cho thằng Thanh con nhé. Mẹ xin lỗi. Em tha thứ cho anh một lần. Tha thứ? Anh dám cầu xin sự tha thứ của tôi sao? Bao nhiêu năm nay tôi vất vả vì anh, vì cái gia đình này. Tôi có thể mặc chung một chiếc áo, ăn chung một miếng bánh, nhưng nhất quyết tôi không chung một chồng. Anh có hiểu điều đấy không? Anh xin lỗi. Anh tha thứ cho anh một lần thôi. Anh còn dám xin lỗi tôi được sao? Tôi không thể hiểu nổi. Tất cả sự tin tưởng của tôi dành cho anh đến bây giờ nó mất hết rồi. Anh hãy ký đơn ly hôn đi. Món mình thích ngọt nữa chị. Tại sao bác ấy phải làm như vậy chứ? Mình có để cho bác ấy đói hay là phải lo lắng về chuyện ăn nhiều hay ít đâu. Mất. Làm thêm miếng nữa, không tí lên ấy lại không dám ăn. Đang nếm đồ ăn cô ạ. Không hiểu làm sao ấy, dạo này mồm miệng của tôi nó nhạt quá, nếm mãi đồ ăn mà chả thấy ok gì cả. Cháu đã thấy hết cả rồi, cháu cũng không có ý gì, nhưng mà cháu có bao giờ ý kiến hay là để cho cô đói đâu, nên là cô cũng đừng làm như vậy nữa nhá. Nếu như mà cô thích ăn ấy thì từ lần sau cô cứ mua nhiều lên là được ạ. Không có ý gì, nhưng đã nhìn thấy và đang đánh giá rồi còn gì. Hả? Với lại từ lần sau cô có nêm nếm thức ăn ấy thì cô sử dụng thìa đũa riêng nhá, múc ra bát rồi nếm, chứ đừng sử dụng tay không như thế, vừa mất an toàn vệ sinh mà nó cũng khiến cho thức ăn nhanh hỏng đấy cô ạ. Đồ ăn ngày nào còn thừa ấy thì đều đổ vào thùng nước gạo là tôi. Nói mình bẩn thì nói tẹt ra đi, lại còn nhìn nắp văn vở. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ hết sức rút kinh nghiệm. Lần sau có gì chưa vừa ý thì cô cứ nói thẳng với tôi nhé, tính tôi nó thoải mái lắm. Dạ vâng, như thế là tốt rồi. Thôi, cô cứ làm việc tiếp đi ạ. Vâng. Hả? Chê bẩn chứ gì? Đã thế nhá, đây cho biết thế nào là bẩn luôn. Gớm, nước bọt của tao ấy, có khi cho vào thức ăn, đồ ăn lại ngon hơn, nâng lên một tầm level mới. Đấy mà chê bẩn. Xem nào, mỗi ngày cá kiếm được vài đồng, ăn được vài tô phở ấy. Mà cái bọn dân văn phòng lương 5 triệu chắc gì đã kiếm được bằng mình cơ chứ.
Giời ơi. Cô Mai ơi, cô có ngửi thấy cái mùi gì hôi hôi không ạ? Tôi có thấy mùi gì đâu. Có mùi hả cô? Ôi. Chính là cái mùi này rồi này. Nhưng mà sao lại thế? Đây rõ ràng là thịt cô vừa đi chợ đúng không ạ? À, tôi vừa mới mua. Cô Mai ơi, sao cô đi chợ kiểu gì? Thịt thì hôi, rau thì bầm dập. Đồ ăn hỏng hết thế này rồi thì làm sao mà ăn được nữa ạ? Cô đi chợ mà rõ ràng nhá là cô đã chọn miếng ngon rồi. Thế mà không hiểu làm sao cái lúc mà nó cho vào túi nó lại đổi thế nào ấy. Rồi ạ, cái bọn buôn gian bán lận này. Để cô đem ra cô trả, xong cô chửi cho nó một trận. Chồng thông cảm cho cô nhá. Tại vì cô tin người quá. Với lại là bây giờ 6 tuổi thì mắt nó nhìn không rõ nữa cô. Vâng, cháu cũng thấy thế đấy ạ. Thế cho nên là từ nay về sau, cháu sẽ phụ trách việc đi chợ, mua đồ ăn thức uống. Còn cô chỉ việc nấu nướng thôi ạ. Dù sao cháu cũng kỹ tính, cho nên là không ai lừa được cháu đâu ạ. Vâng, thế nhưng mà thế thì phiền cô quá. Tôi là giúp việc, mà chuyện này cũng đến tay cô thì tôi thấy tôi vô dụng quá cô ạ. Không, cháu thấy như thế là tối ưu, là vẹn cả đôi đường đấy chứ ạ. Cô cứ làm đúng phận sự của mình thôi, cháu không thấy có vấn đề gì đâu. Còn lại cái chỗ đồ ăn này hỏng rồi, bỏ đi cô ạ. Cháu sẽ đi mua đồ ăn mới. Đúng là cái loại thó chết. Dám chặn đường sống của bà mày à? Mày ăn cả năm, mày có làm sao đâu, có chết được đâu. Bây giờ lại lắm nhọt như vậy chị. Bực thế chứ. Giờ thế này thì làm sao mà mần ăn được cái gì. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà nghỉ được. Nhà này nó vừa giàu có, nó lại thoải mái nữa. Mình mà nghỉ ấy, làm sao mà kiếm được nhà nào hơn cơ chứ ấy? Thôi, 9 bỏ là 10 vậy. Đời còn dài, thiếu gì cách. Bỏ thì bỏ. Dạ. Cô uống nước, ngồi đợi một chút nhé. Cậu Cường cậu đang bận chút việc, tí ra bây giờ đấy ạ. Cô làm gì thì cứ làm đi, kệ cháu quen rồi ạ. Vâng. Người giàu có khác, toàn dùng đồ hiệu. Bộ sưu tập nào mới ra cô ta cũng có. Rồi sớm muộn tất cả những thứ đồ này sẽ thuộc về mình. Vợ mới đổi mùi nước hoa à? Mà vợ mặc chiếc váy này khiến anh nao lòng đấy. Anh thật thích không ạ? Cô Thương, cô làm cái gì thế này? Dạ, em xin lỗi anh ạ. Tại vì lúc nãy đồ em bị ướt, nên là cô giúp việc bảo em lên đây lấy đồ để thay. Chứ em không có ý làm đồ đâu ạ. Kiểu này là mình lại lấy được lòng tin của cô ta rồi. Ok, cô chặn điện thoại lại cho tôi. Sao cô lại xóa video trong máy của tôi? Vì tôi là nhân vật chính trong clip của bà nên tôi có quyền. Này, đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của cô nhá. Cô muốn bước chân vào cái nhà này đúng không? Cô muốn thay thế chính thất chứ gì? Đừng có mơ. Tôi không bao giờ để cho cô bước chân vào cái nhà này đâu nhá. Bà kể mà không có bằng chứng thì ai tin được bà. Hơn nữa, tôi có cách để cô ta tống cổ bà ra khỏi cái nhà này đấy. Đừng có mà đùa với con này. Cô, bà trung thành cả chủ của mình như thế mà bà lại không biết được là cô ta đang tìm giúp việc mới để thế chỗ cho bà sau những việc mà bà đã làm sau lưng cô ta. Cái gì chứ?
Thầy thế á? Ơ, thế không biết à? Kém thế. Muốn được sống ở trong cái căn nhà đầy hoa lệ này thì phải tinh tế vào, không có bị đá ra khỏi cửa lúc nào. Mà không biết vì sao đấy. Chết rồi. Thế là cô ta tìm người thay thế mình rồi à? Nhưng mà bà yên tâm, tôi sẽ không để cho chuyện đấy xảy ra đâu. Cô có cách gì à? Tôi sẽ có cách để cho bà hoặc là có một cuộc sống thoải mái, không phải dọn dẹp, làm giúp việc mà phải nhìn sắc mặt người ta nữa. Hoặc có thể làm việc dưới trướng của tôi mà được hưởng rất nhiều sự lợi ích. Nhưng mà ấy, cái gì thì nó có giá của nó. Nếu mà bà muốn được như vậy thì bà phải giúp tôi bước được chân vào cái nhà này và đuổi của cô ta thì bà mới được như vậy. Chuyện này tôi... Chuyện cũng không phải một sớm một chiều, nên là bà cứ suy nghĩ kỹ đi. Ơ này, được, tôi sẽ làm theo lời cô dặn. Thuốc mình cho nhiều thế cơ mà. Này, thuốc của cô nhạy thật đấy, ngất luôn. Người thông minh như bà xứng đáng giữ lại. Chị ạ. Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi, còn lại làm gì là do cô đấy nhá. Tôi đi ra ngoài đây. Chị Ngọc, là anh Cường ạ. Là anh Cường. Chuyện gì thế này? Vợ ơi, vợ đừng hiểu nhầm nhá. Anh thề là anh không biết gì hết. Rõ ràng là anh đang ngồi ăn cơm. Sao lại... Anh Cường, anh nói gì thế ạ? Rõ ràng là anh gọi em đến đây, sao lại ép em làm chuyện này? Sao bây giờ anh lại nói như thế ạ? Cái gì? Cô Ngọc ơi, cô thông cảm cho tôi nhá. Tôi không liên quan gì đến chuyện này hết. Là do cậu Cường, cậu yêu cầu tôi là không được nói chuyện cậu ấy ngoại tình lén lút với lại cái cô thư ký kia kìa. Cô vừa nói cái gì? Tôi làm thế bao giờ hả? Hả? Em đã có con với cả anh Cường rồi. Em thì sao cũng được, nhưng mà con của em nó rất cần có bố. Anh cũng nói với em là anh đã hết tình cảm với cả chị rồi, và hai người đang ngầm ly hôn, không còn quan tâm đến chuyện tình cảm của nhau nữa, nên em mới đồng ý. Cô đừng ăn nói linh tinh. Tôi chưa bao giờ có tình ý với cô, thì làm gì có chuyện mà có con gì nọ được cơ chứ. Không thể nào. Chúng ta ly hôn đi. Ơ kìa, Em vừa nói gì thế? Chẳng nhẽ em không tin anh sao? Anh đã nói là anh không hề biết gì hết. Và hơn nữa, anh không hề có tình ý với cô ta. Chị ơi, em xin chị đừng làm như thế ạ. Em không có muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà ai cả. Em cũng không cần danh phận gì hết. Em chấp nhận sống như một cái bóng ở trong cái gia đình này cũng được. Chỉ là em muốn anh có trách nhiệm với con của mình. Em hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến ai hết. Thật đấy ạ. Đây là điều mà cô muốn đúng không? Nhưng mà rất tiếc, tôi đã biết về màn kịch mà cô và bà ta dựng lên rồi. Tôi có cách để cho bà hoặc là không phải lau dọn nhà cửa, có một cuộc sống thoải mái, làm giúp việc mà phải nhìn sắc mặt người ta nữa. Hoặc có thể làm việc dưới trướng của tôi mà được hưởng rất nhiều sự lợi ích. Nhưng mà ấy, cái gì thì nó cũng có giá của nó. Nếu mà bà muốn được như vậy thì bà phải giúp tôi bước được chân vào cái nhà này và đuổi của cô ta thì bà mới được như vậy. Chuyện này tôi... Chuyện cũng không phải một sớm một chiều, nên là bà cứ suy nghĩ kỹ đi. Ơ này,
làm theo lời cô dặn. Hai người đã cấu kết với nhau dựng lên màn kịch này để nhằm chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi, để cô bước chân vào ngôi nhà này một cách dễ dàng, đúng chứ? Tôi thật không ngờ hai người có thể làm ra những chuyện này sau lưng tôi đấy. Không, không phải là tôi, mà là do cô ta. Tôi đã điều tra về con người của cô rồi. Cô là một con người tài giỏi, nhưng mà cái tài lại đi với cái tai một phần. Cô sống có mục đích, chỉ thích làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Sau nhiều lần sống lỗi, cô đã có thai, nhưng lại bị chính cha của đứa bé chối bỏ. Nhưng mà cô không vì thế mà cô sợ hãi. Cô đi tìm cho mình một con đường khác chắc chắn hơn, đó là nhờ chồng tôi đổ vỏ. Nhưng mà đâu có dễ thế. Còn bà đã làm ra những điều dơ bẩn. Tôi cho bà một cơ hội, nhưng bà lại dùng cơ hội đấy để phản tôi. Bà nghĩ là cô ta có thể bước chân vào ngôi nhà này một cách dễ dàng à? Không, không, không. Tôi không làm gì cả. Cô tin tôi. Hai người cút, cút ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ kiện hai người đấy. Cút. Từ bây giờ trở đi, em chỉ tuyển giúp việc thư ký là nam thôi nhá, tránh những chuyện như này. Dù là nam hay nữ thì cũng sẽ có vấn đề này kia thôi anh. Cái này là do bản chất của con người rồi. Từ nay về sau, em cũng sẽ kỹ lưỡng hơn trong việc tuyển chọn.